đây là cục keo mà Chí đã nhồi nó rồi. Cục keo đánh cũng khá là nhiều chim rồi, cho nên nhìn nó cũng khá là banh chành rồi các bạn ha. Dính rất là chắc à. Rồi khi dính rồi thì gỡ ra thì nó sẽ nhả ra, nó không dính gì cả. Nhìn thì nó dính, dữ vậy nè các bạn, nhìn dính ghê lắm, nhưng mà khi gỡ ra thì nó sẽ bung ra, thì cũng như con chim vậy thôi. Khi em chim mà dính ra rồi gỡ ra thì nó sẽ sạch sẽ, nó không dính keo theo chim. Đó, đây là cái đặc điểm keo nó là như vậy.
chuột sợ nó cắn nó kèo quả.